Theo nhà bảo tồn sinh vật học Mark Stephen, một lỗ giống tự nhiên sẽ mất tối thiểu từ 70 tới 120 năm để bắt đầu hình thành. Hiệp hội hoang dã ước tính rằng ở Australia, 303 loài động vật hoang dã bản địa dựa vào các hốc cây để làm tổ và trú ẩn, bao gồm 31% động vật có vú bản địa và 15% loài chim bản địa. Trước nguy cơ môi trường sống của nhiều loài động vật hoang dã ngày một bị thu hẹp do nạn khai thác gỗ và cháy rừng, nhà bảo tồn sinh vật học Mark Stephen đã sáng chế công cụ Hollowhawk để khoét gốc cây nhân tạo, làm nơi ở và sinh sản cho các động vật. Hollowhawk là công cụ tôi phát minh ra, rất hiệu quả, có thể khoét sâu vào các hướng và hút răm gỗ ra ngoài. Với công cụ này, chúng tôi sẽ dễ dàng tạo ra được hốc rỗng to bên trong thân cây có lối vào nhỏ xíu. Thời gian để tạo ra một hốc cây chưa đầy một giờ đồng hồ, nhưng có thể tồn tại 2 hoặc 300 năm trong tương lai. Mỗi năm lại có một thế hệ động vật ra đời, đó là một điều thực sự thú vị. Đến nay, giải pháp Holohop đã được dịch vụ động vật hoang dã, công viên quốc gia New South Wales, Bộ Công nghiệp cơ bản, các tổ chức chăm sóc đất đai và trồng cây ở Australia sử dụng rộng rãi để tạo môi trường sống cho động vật hoang dã.